Battle mood activated. Hôm nay thì Nhật Tây xin được test cho quý vị nghe về cái chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm trước mắt quý vị. Đây là NT442, loa tủ kéo Array, loa gấp quý vị nhé. Sản phẩm này nó có tên là loa gấp bởi vì nó có thể là gấp lên hoặc là gấp xuống, rất là tiện lợi và dễ dàng luôn. Hôm nay thì Nhật Tây xin được nói nhanh qua về dòng sản phẩm này trước khi bàn giao về cho khách hàng quý vị nhé. Sản phẩm này nó được trang bị cho mình với hai loa bass 40 nè, một bass nằm trên, một bass nằm dưới, và trang bị cho mình với hai loa chép. Bên cạnh đó thì nó được tích hợp cho mình với một cái bo mạch công suất lớn quý vị nha, và kèm hai tay micro. Và sản phẩm này thì Nhật Tây cũng đã review rất là nhiều rồi, nếu quý vị nào chúng ta muốn xem lại cái video review chi tiết thì vui lòng tra trên YouTube với từ khóa là NT442 quý vị nha, sẽ được tham khảo một cách chi tiết và cặn kẽ hơn. Còn bây giờ thì Nhật Tây sẽ dành nhiều thời gian hơn để tiến hành test nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke quý vị ha. Từng cơn mưa hắt như bên bờ sông xưa lắm, khi mưa làm hoa mai nhớ